chào mọi người nha. Mấy hôm không ra video kinh phụ mọi người, thì nay có mua mấy trái bắp. Nói thiệt luôn là mua ngày qua đó mà trời mưa tối ngày tối đêm tạnh mưa mọi người. Lấy bắp ra rồi, bắp. Để tối chục cái tấn lỗ cho bá hai trái. Thì nay mình sẽ làm cái món này, chung là chưa có trên kênh mình luôn. Làm bắp gọi là bắp chuột ngăn mọi người. Cái ở trên ghế bị chuột cắn. Đang ăn cái này nè, tối mà ông ba tôi không phát hiện ra. Không ăn nó ăn tuốt từ trên xong để đoạn giữa. Tối mà ông ba tôi phát hiện ra là hết chơi cái bắp luôn mọi người. Tại bắp này mình mua ở đây không có mùa. Ở đây không có cái này. Nó ăn nó một trái ha. Hai trái. Nè đi chậm luôn. Chuột cái đó lột vỏ ra lấy vỏ non lại. Quy nào giờ mọi người ơi, tại nó kêu nó lấy lấy cái gạch nó nậu. Bột bắp đây, bột bắp đây nè bạn, bột bắp sữa tươi với lại nước trộn như xay như làm bắp. Lột lấy để vô từ lại gì anh? Lấy vỏ non ở trong rồi. Lấy vỏ rồi nè, lấy vỏ bánh. Để nó nguồn sạch. Wow. Để nó đi gói nè. Lại lắc chút xôi nè. Lấy gì đựng vỏ. Lấy cái này phải không? Lấy cái này để sạch một chút xíu nữa. Đây là lần đầu tiên mình làm nên có gì sai sót mình ăn cũng đừng như nghe. Hôm qua đã có video đâu rồi. Lột hết luôn cái gì? Có non, bắt non, lột hết. Lấy cái nó mình lột hết trơn luôn, mình lấy cái vỏ non rồi à, xong rồi cái trái giờ nên cắt ra. Lột thấy nó được rồi, này dài rồi. Mọi người già non mà không biết hả Minh? Mình con mà Minh mình. Nó là trời lớp 5 cái gì cái trời. Lớp trên còn cứng đó, còn cứng là ăn không được. Cứng là ăn không được, nó hùng. Bánh bắp, bánh bắp. Ác đại cái con chuột này. Tao biết nó quay luôn luôn. Mày quên ai đã ăn chuột cống hả? Anh, để đây nè, để đây nè. Để xảy ra đi, cắt đi. Nồi nữa rồi. Cắt này đi. Vậy? Mày dắt rồi, nó chưa rồi. Khỏi dắt đi anh. Khỏi dắt của anh. Cắt lại em dâm xong. Dắt dắt con nữa đi. Rồi con lấy con gỡ cho con nữa. Cắt hai trái luôn. Nói thật với chúng mày là cảnh nghiện nó khổ như thế đấy. Biết mà tránh sang một bên nha mà. Nghe nói nhà bào càng tốt nha. Mình có nhà bào lấy này. Vô mà cũng là tôi đi này lấy nguyên miếng luôn bự luôn hả hay là nhỏ luôn bự à, này nhỏ bỏ qua rồi thôi đứng lên không được đây nè béo giá nè này béo đem chuẩn bị ăn nha béo ăn bắp ngon ha bắp Mỹ mà chặt cái bắp mà vàng vàng mà cứng cứng là không bắp bắp Việt Nam giống Việt Nam không bắp đó bằng bắp mà bắp nó nướng mới ngon đó không nướng ăn dễ ăn em bắp này ăn xào vàng vàng là cứng cầm kìa lột trong dữ rồi kìa ơi đừng có đánh mẹ ơi đừng có đánh trời ơi mơ xuống mặt coi nè tôi ăn hiện ở lành tôi có làm gì ác nhân sát đức ở đâu mà tôi bị trả quả như vậy nè trời. 25 nha. 25 chung phơi uống máu à. Tránh đường rồi ta đi. Cố gắng từ từ đi. Ấy lớn quánh cậu rồi ha. Ừ, chắc nhỏ đâu quánh đâu ha. Nè, các bạn nghe nè. Quánh hơn là cổ tay. Ơi ơi ơi, đã bình thường cái nắp trống ăn bắp sống rồi sao nữa tôi bén. Đâu đâu rạch đâu sợ. Đừng đi. Ăn được cái bắp tay lọt rồi. Bắp Mỹ luôn chứ. Nè, qua đây. Bắp Việt Nam nhưng mà bên Mỹ. Ngon cái hết đường đi nha. Không có, này em biết nha. Bắp Việt Nam. Bắp Việt Nam.
soi trái đây nè. Vô soi nữa hả? Mới lên khói. Mới lên khói là vô soi thôi. Dụng cho mình lấy cái đũa mình gấp ra. Chuyện á. Lôi tôi đi, biết đường quá khứ. Mà đi Vinh Hạnh qua ngồi kế hai hình hai danh nhân thành đạt. Làm ăn lớn nữa. Làm ăn lớn. Ôi lẹ đi ông ơi, nước sôi né ra cho tôi đổ nước sôi. Thôi, ông này thì né ra sao, ông chút xíu đi ông này nè. Này bị tai biến. Đây, nó chụm lắc lên lấy liền luôn hay là nói gì lấy lắc lên. Cho cái mềm cái mình cho nó sạch mấy cái ở trong. Đổ đi. Đổ đi. Lấy tay thọc vô béo. Tay như vậy lên trọng lên. Rồi nước sôi đừng giỡn dẹp đây. Ông nội. Điện nó bậy quá. Nước sôi mà giỡn. Điện nó bậy. Sao sạch rồi. Chưa rửa. Thôi cống thì thôi ở đây. Giống mày á, chứ mặt. Quê tầm quá. Chạy 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 biến bị vậy mấy bạn. Ai lấy thằng nữa. Cách áo bây giờ. Béo càng ngày càng ớm rồi. Tại thấy nào cũng có thằng giấy à. Cứ. Bây giờ mình sẽ xay nha mọi người. Mình sẽ để cùi bắp vô con. Để cùi bắp lên xay cho béo. Xin ơn. Bây giờ mình sẽ nhấp cái tự nhấp. Bây giờ mình sẽ nhấp cái cùi bắp vô trong rít của người... béo mọi người. Ừ. Lộn nào ra treo. Béo. Bự á. Bự nhẹ. À kìa. Không, đẩy cái nắp cống này rồi đi. Nắp cống này lâu quá mà cũng đẩy đó. Còn nhiều quá. Đi chỗ khác nha liền. Kệ ơi. A ba đi. Đưa một bắt cho các bạn. Rồi chào đi thắng vô đi chờ. Quỷ nhỏ. Lấy cái sữa tươi đường lọc ở trong tủ lạnh. Nói con tí. Đưa béo ngoài mua cái sữa tươi đường đen vô cho nghe nhảy rồi. Sữa tươi. Ai lấy mình chết là bằng cái nồi. Để nó lấy đó. Vừa ăn giải cái mặt hoài. Chát chú mèo. Chú chô, chú chô. Chú chô. Chú chô. Chú chô, chú chô. Chú chô, chú chạy đi mua bịch sữa tươi. Sẽ trộn vô cái này bột với lại bột này nè, để vô miếng thôi bạn canh nha, tại vì mình không có thử cái định để lát xem đổi như sao. Mình sẽ xay cái này ra cho mọi người, để một bịch sữa tươi về nha, đợi một xíu nha, đợi sữa tươi về mình đụng lên nha. Có sữa tươi nha mọi người. Rồi tiền thối đâu? 500 chút được. 500 đồng rồi. Trời ơi, trời ơi. Thôi ngồi đây ăn tiếp được không nha. Em béo thiệt mạnh là không thua bụng mất đi. Bầm luôn đằng sau đó. Bầm luôn. Cao chỗ nào đó. Bầm luôn. Bầm luôn. Sao tự nhiên thấy cái dao dính đây nè. Để đi. Quay. Đưa cái nào dọn dẹp. Ô nắp sửng rồi mà nó sửng đâu. Cái trong chỗ cái nồi nhỏ có cái đồ. Ô nó
lắp thuận lên mà cái thuận không được. Cái xe nhuyễn nha, lấy cái lắp cho anh. Cái dễ nhỏ đó, dễ dỗ mình á, dễ mũ á. Dễ mũ bên chỗ cái ly kìa, cái ly kìa. Ừ. Ừ nó đó, kiếm tiền một cái. Đã cái thằng nó bự hơn chê cái bóng rồi nữa. Hai đứa luôn. Mày á, thì tôi đi qua rồi có ai cãi đâu mà mày tiếp theo nữa vậy. Bự. Đã vô chén luôn ha anh. À, về cho thấy cần. Đổ nước vô đây đi. Đổ nước vô hả? Ai đổ nước vô cho ngắm chén luôn nè. Chờ một chén luôn kìa. Chờ một chén nha. Giống chạy xe nước. Thằng này đâu để gì chứ giờ. Cái này nó bắp nó ngọt với sữa nó ngọt sẵn rồi, khỏi để đường cũng được. Nãy nói thằng mày cao nhiêu? Ngọt áo hả? Tao lụm cao. Ngọt thôi. Chúng mình hai chén chè của anh. Để nó luôn, để dành luôn. Chơi được không anh? Được. Trực tiếp. Ngon quá đẻ. Trời ơi, luộc chứ bắp nữa trời. Ăn chín. Cái gì cũng kén cho được. Để gì luôn. Thấy anh. Để chơi mình chứ. Đâu rồi? Để mình chơi một anh. Giỡn luôn á. Thôi mua nồi khỏi mua nắp ha. Sải mâm chung. A few moments later. Wow. Vàng dữ vậy. Nhìn
nghe thử nghe, thử đọc dưới đây. Thử đi. Này còn cái nữa nè. Đây là cái hay vậy nè. Nói chung là thành công thất bại thì mình cũng sẽ cố gắng làm lại. Thơm lắm mọi người. Trời ơi con chim hâm mộ người. Béo dữ lắm mình. Bây giờ mình sẽ thử khui thành quả với cái chén như thế nào mọi người. Ô. Hên quá không bị chén. Rồi mời mọi người nha. Vô vô vô. Chính rồi anh em ơi. Phút vô nữa kìa. Cái này mình ra tâm đỡ. Tạm ăn đi. Mất đây chi ăn khùng. Thử nguyên cái đi, lấy vậy đi rồi còn một mâm tính đến. Mời tất cả bạn nha. Này chắc nghe. Không anh ơi, đúng không? Này hơi bị béo luôn. Béo lắm nha. Trời ơi, thơm lắm. Đâm cơ cơ đây, cái bánh này là mình ăn về đúng không? Ờ đã ha. Để rõ thôi nè. Ăn không nguyên miếng luôn cảnh, nó đã. Đừng có múc. Nóng. Thôi. Ăn luôn vỏ luôn nha. Ăn luôn vỏ luôn. Mời bạn nha. Đừng có bỏ lá. Đồ nóng. Ơi. Cái này không ngon, đứng ăn, đứng ăn. Ngon quá vậy, ngon quá bạn. Rồi, ăn đây mới đến. Tình yêu sét đánh hay còn gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên, bao gồm nhiều trạng thái, như cảm giác có một luồng điện chạy dọc cơ thể, tim đập thình thịch, chân tay run toát mồ hôi. Ở ghế là lúc chạnh miếng. Đây, không ai như anh Táo Trang nè, ngồi kẹp tay, lấy cái muỗng, lấy một cái bắp của gì. Đó nha. Cái này cốc dừa. Ai là cốc dừa có thể mơ hành nữa mà. Hành quá. Hành là gì để? Ủa nó dài khói bằng bé, tụi bé nó bóc tay. Cái này lộn lộn. Nóng lắm. Nóng. Mỗi bạn nha. Dạ gì? Nó dẻo gà, con sân em lấy dẻo gà. Mời mọi người nha. Mời mấy bạn nha. Xin lỗi các bạn. Xin lỗi các bạn. Lỗi các bạn nhiều. À ngon bạn ơi. Bé lúc nào hỏi cũng đứng đầu cảm. Cái đệ đó thành là gì mà Kenzie phải không? Rồi chờ. Đâu rồi. Chờ nữa. Ăn mà không đủ giấy bẻ răng luôn. Ăn mà tới ra mép luôn rồi. Dính mép rồi, mép ở đây nè. Ngon sớm mịn. Thì đâu đúng rồi. Đúng rồi. Cảm ơn có cái ý lộn được nha. Ủa là chào ông cảnh kìa. Mọi người cũng chờ này, cái này để một năm luôn cái này. Tính thằng ăn đây. Có nữa là mình gì mà ăn cái gì trời. Nghe chứ. Ngon được không? Ông ngoại la kìa. Ông ngoại la rồi đó. Nó kêu quá kìa. Mày đứa cháu này. Ai mở mày? Thôi con cháu đừng chạy, đừng có cãi lại. Mấy trời vậy nè. Không ngoại ăn đi anh. Anh ăn đi. Anh ăn đi. Dễ lắm mọi người. Đúng rồi, dễ lắm. Thử cái này nha. Cái bánh này ai gói vậy? Bánh này ai gói mà làm cái gì? Làm cái không? Còn bánh này ai gói vậy? Bộ kẹp vô cục nhà hay gì? Kè đó, kè, con nói kè cái bánh, cái ốc quế của mày kìa. Mẹ, con mình đổ lên tới. Thôi nhìn nè, mở bạn nha. Bạn ơi, bé này bé cũng gầu nè mọi người. Gầu hơi nhiều luôn rồi kìa. Trời ơi, chợ ông nội đóng ăn rồi chợ. Mình ăn hết chục cái, cái dẻ luôn rồi đó. Cái chọc anh nghẽ tức lên, nghẽ nó lẹo hoài. Ăn cái này không đã đâu, hồi mình ăn cái chén. Chặn thì anh lấy thùng xuống cho. Cái chén mới đã. Cái thịt chưa? Con gái này ai ăn. Mà. Nhưng mà hơi béo á. Bánh này béo á.
Hoài, Hoài biết cảm ơn Hoài. Ừ. Hoài em á. Nói giờ trong ơn của Nghĩa lắm hả? Hả? Ý nó Hoài lúc giờ không tay không biết điều hả? Nhìn nó Hoài không ăn cũng biết ghê luôn kìa. Em nói cho bé ơi. Đẹp. Ông nội nói không cần nữa, nghỉ đi. Sao nó bé không sao? Để em nói cho bé là chơi đồ vô bớt chỗ rồi. Chơi đồ vô. Á. Chơi đồ vô à. Mua. Lấy cái này. Nhớ này nè. Lấy. Đang ăn. Đến đây là đồ béo chơi đồ vô. Chơi đồ vô. Chơi đồ vô. Đồ béo ơi quen. Béo rồi béo rồi. Quen. Chưa nữa. Bà nói rồi. Cái này là cái dễ của mấy đứa con gái làm. Đó. Đó. Cái dễ này của mấy đứa gái làm, mấy trai mấy thằng trai ăn nha. Mấy bà phụ nãy. Trời ơi, nóng quá. Ăn đi. Nóng quá, ăn hết lá luôn á. Ăn lá luôn. Bán này lá ngon lắm. Ừ. Lá ngon. Đi. Đem nhà ăn đi. Cái đó ai ăn? Mấy trai có thái gà chế vô tao chấm mấy ngon. Ê, cái này béo lấy tương ớt cao su dằn luôn. Cái món đó lên nói lẩu tay chờ nói làm chờ xương tẩu này không khác gì chè bắp luôn á. Chè bắp chi gì nữa chè gơ là trời ăn đi ăn giống người Thái các bạn khảm có rồi có làm khập khun khập khun kha khập khun lây. Ơi cái này hơi bị khó luôn á. Ờ, của chị Thái. Ăn đi, ăn đi mọi người. Tôi xin phép đi ngang cái. Ăn không? Cái chị mà ăn. Nóng không? À, tám mày bị bự. Nóng rồi. Nóng quốc kia đẩy chứ. Cho đời. Trời ơi, trời ơi. Thôi mở bạn nha. Mà mình dạ tao báo. Lấy nước ở đâu rồi? Mất rồi. Em tính là anh vậy. Cái nước có xuống không? Anh Thái em đi lấy nước không? Không rồi, con máy. Anh Quy lấy hả? Hãy đẩy mấy miếng này vô nghe bạn, đợi cho nó bớt khói chứ đút vô là giục lử. Giục lử, giục lử. Đút cho cảnh làm lại kìa. Hỏi mà nghe tiếng nó ra chưa. Nè, ba bà chị. Ồ. Ừ. Chia sẻ. Đâu. Mở bạn nha, là ăn được. Không ăn đâu ăn này. Ơi, nhìn nó đã áo chứ trời. Không ăn vừa quên. Ông ngồi đó, ông tao lại giống thiệt chứ, ông buông ra. Ông đưa bằng nào vô, ông cút. Ai béo ăn cái này nè. Thôi. Nóng quá. Tao cũng nói luôn. Ông nội cũng luôn luôn cũng quấn nè cá kho cháu mọi người nha các bạn ăn con trai hai chai nó mới mua nó chưa khui rất mẹ ra cút vườn thịt này do ăn béo ngon á anh ăn cà chua không đừng chén không hả đơ hụ liền coi cái gì xấu xí rồi cũng đi hết á. Đây, đừng quên, gần như mấy đẹp đâu trời. Hết trời. Tầm dầm gan. Kiểu mà nó. Nó còn nữa. Nó còn ăn vậy đó chứ dầu thi thôi mình. Ừ. Mình bắt nó dẻo ha. Không mà bây giờ mình ăn lại nha. Mình nó xuống sức rồi. Xuống sức rồi. Đó là chú đó. Bánh nó chặt. Lần ăn một sức vậy có hai tô giờ xuống sức rồi, thêm xuống thêm 4 tô nữa. Mẹ. Ông nội nói chuyện không được nó hoài. Hiểu không? Xin tâm hiểu. Ủa? Sao vậy? Sao lặng hết rồi? Em lặng là già mà chứ. Gà, 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 dẻo rồi. Giờ bỏ cái camera cái ăn từ từ vậy. Không có camera anh tính nút cái đường. Lùa, tới giờ lùa hết luôn á. Cái này non ăn được mày có lái nè. Quỳ, ăn vô sao thì gà, gà ăn nguyên vậy đó. Tưởng là nó không có dẻo. Tại lúc mà mình dở ra thấy nó hơi bị thô mọi người. Nhưng mà sao mà khi mình gỡ ra là dẻo. Đã lắm. Các bạn làm thử nha. Thì công thức là một bịch bột mì. Nãy là 7 trái bắp.
với lại một bịch sữa tươi. Mấy bạn dắt ra các bạn với lại dừa, bạn đạo một trái ha. Phân nửa các bạn làm nước cốt dừa. Nước cốt dừa nè. Còn phân nửa các bạn để chung luôn. Có cát cát. Cảm ơn các mọi người đã theo dõi cái ẩm thực của tụi mình nha. Thì có cái món nào hơi độc lạ Bình Dương thì các bạn cứ comment đi, tụi mình sẽ mua về làm thử. Cảm ơn các mọi người nha. Chúc các bạn thật là vui vẻ bên gia đình vào buổi tối nha. Bye.